Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Cuối tập trước, biết bản thân chỉ có gia nhập chấp pháp điện thì mới có thể giúp Tần Trần thoát khỏi yêu kiếm tông gây khó dễ, thế là U Thiên Tuyết liền đồng ý gia nhập chấp pháp điện ngay. Cơ Như Nguyệt thấy vậy thì cười to mấy tiếng, sau đó liền hướng Yến Thập Cửu bảo hắn cứ tiếp tục động thủ với Tần Trần. Yến Thập Cửu nghe vậy thì sắc mặt tái mét, hắn nào còn có dũng khí để động thủ với Tần Trần nữa, nếu mà chọc giận đến U Thiên Tuyết thì yêu kiếm tông của hắn cũng toi luôn, làm cho nhất thời hắn cũng chả biết làm thế nào đứng ở đối diện thấy tông chủ của yêu kiếm tông bối rối như vậy tần trần cười nhạt nói yến tông chủ nếu ngài muốn tìm hung thủ thì còn có cách đơn giản hơn mà nếu như thủy nhạc thanh đã là đệ tử hạt giống chắc ở trên người hắn cũng phải có một vài thủ đoạn nào chứ nếu thế thì người giết hắn trên thân nhất định phải lưu lại một điểm vết tích như vậy chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết được mà nghe được lời này làm yến thập cửu cả người sửng sốt tại sao hắn lại không nghĩ ra cách này từ đầu chứ rồi hắn liền bảo trưởng lão phụ trách hình phạt của yêu kiếm tông lấy ra chiếu chân kính để kiểm tra nghe yến thập cửu nói vậy thì có một vị trưởng lão từ bên trong hàng đi ra lúc này trên tay lão đã xuất hiện nhiều hơn một cái gương cổ và ở dưới sự thúc giục của vị trưởng lão này làm cho cái gương cổ kia trong nháy mắt bạo dũng ra một đoàn ánh sáng hào quang tần trần thấy vậy thì tươi cười tiến lên nói ta nguyện ý là người đầu tiên kiểm tra để chứng minh sự trong sạch của bản thân theo đó một đạo bạch quang từ trên cổ kính kia liền rơi xuống trên người tần trần thế nhưng sau một hồi chiếu tới chiếu lui cũng không tìm được một điểm vết tích gì ở trên người tần trần cả đứng ở một bên thấy vậy, trên mặt hàng lập hiện lên vẻ khó có thể tin, rồi hắn thất thanh la lên, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tần Trần nghe vậy thì cũng không để ý đến hắn, mà nhìn chầm chầm Yến thập cửu quát lớn, Yến tông chủ, ngươi còn lời gì để nói, nếu ta giết chết Thủy Nhạc Thanh thì trên thân sao lại sạch sẽ như vậy, đến cả một điểm vết tích cũng không có. Tần Trần vừa nói ra lời này làm cho đám võ giả bên dưới rối loạn hẳn lên, tất cả mọi người đều phẫn nộ trước cách làm của yêu kiếm tông, chưa phân rõ đúng sai đã xuống tay hạ sát thủ rồi nhìn đám võ giả bên dưới xôn xao bàn tán như thế làm cho sắc mặt yến thập cửu liền trở nên khó coi lúc này hắn cũng chỉ còn đường hướng Tần trần xin lỗi để dẹp yên dư luận mà thôi nghe xong lời xin lỗi của yến thập cửu từng trần cười đểu một cái cánh tay hắn liền chỉ thẳng mặt hàng lập nói xin lỗi thì ta không cần thế nhưng người này năm lần bảy lượt muốn hãm hại ta với lại trước đó người khác cũng nói hắn là hung thủ có phải hay không cũng nên kiểm tra một chút vừa dứt lời từng trần liền quay sang yến thập cửu mỹ mai nói hay là yêu kiếm tông chỉ biết nhằm vào ngoại nhân còn đối với đệ tử của mình thì không có dũng khí kiểm tra. Bị Tần Trần bước đến mức này, Yến Thập Cửu cũng không còn cách nào khác, đành phải để cho vị trưởng lão kia lên kiểm tra Hàng Lập. Vì bản thân không có giết thủy nhạc thanh, nên đứng dưới bạch quan của chiếu chân kính Hàng Lập càng gào to hơn. Mọi người thấy chứ, trên người ta không có gì khác thường, loại chuyện tru diệt đệ tử cùng tông môn Hàng Lập ta sao có thể làm được. Rồi sau đó hắn lại quay sang phía Tư Yến và lãnh tinh phong lớn tiếng quát, hai người các ngươi mau mở to mắt chó của mình ra mà nhìn đi, Hàng Lập ta là loại người đấy sao? quát tháo xong từ yến và lãnh tinh phong hàng lập liền quay sang tần trần để chửi tiếp thế nhưng còn chưa nói được lời nào thì hắn đã thấy ánh mắt tần trần nhìn mình như nhìn một người chết vậy nhìn thấy ánh mắt đó của tần trần hàng lập cảm thấy như có điều gì không đúng thế là hắn liền quay sang nhìn qua những người khác thì thấy người nào người nấy đều dùng ánh mắt đó nhìn mình lúc này một cảm giác bất ổn trực tiếp xông thẳng lên đầu làm cho hắn lạnh cả người theo đó hắn không tự chủ được mà cúi đầu nhìn xuống khi thấy trên người mình có một quang đoàn màu đỏ ngòm mà khí tức trên đó giống y như khí tức của thủy nhạc thanh, làm cho hàng lập tức khắc hoảng sợ. Hắn vội vàng hét toán lên nói, làm sao trên người ta lại có huyết mạch trớ chú của thủy nhạc thanh, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Rồi bất giác nhớ tới điều gì, hàng lập liền quay sang tầng trần gầm lên quát, là ngươi, sau khi thủy nhạc thanh chết có người nấp trong bóng tối ở gần đó phóng xuất đạo huyết mạch trớ chú này vào người ta, ngươi nói mau, người đó có phải là ngươi hay không nghe hàn lập nói ra mấy lời này làm tất cả mọi người trên quảng trường đều lâm vào một mảnh trầm mặc ánh mắt của mọi người lúc này nhìn hắn giống như nhìn một kẻ điên vậy ai cũng biết huyết mạch trớ chú một khi phóng thích ra thì không có cách nào ngăn cản càng không thể tiêu trừ vậy mà hàn lập lại nói từng trần phóng xuất lên trên người hắn hắn xem tất cả mọi người ở đây đều là ngu hết cả sao mà lại nói như vậy vì mất đi đồ đệ đã làm tam trưởng lão hết sức đau lòng hiện tại lại biết đồ đệ mình bị chính người trong tông môn giết chết khiến lão tức giận gầm lên một tiếng quát nói mau Tại sao ngươi lại giết chết Thủy Nhạc Thanh? Nghe thấy thanh âm tràn đầy sát ý của Tam trưởng lão, Hàn Lập vội vàng giải thích, "Tam trưởng lão, Thủy Nhạc Thanh không phải do ta giết, mặc dù ta rất muốn hắn chết, thế nhưng chuyện này không phải ta làm." Nói xong, ánh mắt của hắn liền quay sang Đỗ Thanh Thành cầu khẩn nói, "Đỗ Thanh Thành, ngươi mau nói với các trưởng lão, Thủy Nhạc Thanh không phải do ta giết, khi đó ngươi và ta ở cùng nhau mà." Vừa nghe được lời này của Hàn Lập, Đỗ Thanh Thành khí sắc đại biến, mặc dù hắn không sợ yêu kiếm tông thế nhưng hắn cũng không muốn bản thân bị kéo xuống vũng nước đục này nếu không may dưới sự tức giận của yến thập cửu mà lại bị lão ta giết chết thì quả thật là quá oan thế nên không đợi lão tông chủ này lên tiếng thì hắn đã vội vàng nói các vị tiền bối chuyện này không có liên quan đến vãn bối còn có phải là hàng lập giết không thì vãn bối cũng không biết được vì khi đó nghe thấy động tĩnh bên trong kiếm ý tháp thì vãn bối và hàng lập cùng chạy tới đó thế nhưng do tốc độ nhanh hơn nên hàng lập đã tới trước khi vãn bối đến thì đã thấy trong tay hàng lập đang cầm binh khí của thủy nhạc thanh rồi hơn nữa trước đó vãn bối còn nghe thấy thanh âm của thủy nhạc thanh trước khi chết hô to, "Hàng Lập, ngươi vậy mà." Đỗ Thanh Thành vừa nói xong, thì đám đệ tử tiến vào yêu kiếm truyền thừa ở bên dưới cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa nói, "Tông chủ, đệ tử cũng nghe thấy thủy sư huynh hô to như vậy, thế nên mới nghi ngờ hàng sư huynh." Nghe đám đệ tử nhao nhao tố cáo hàng Lập như thế, Hồng Anh đứng ở một bên cười nhạt nói, "Yến Tông chủ đúng là bản lĩnh, cư nhiên dạy ra được một đệ tử thích đi vu oan giá họa cho kẻ khác như vậy, ta thật là bội phục a." À nghe được lời này của hồng anh làm cho yến thập cửu nội tâm tức giận ngập trời hắn không muốn cứ như vậy mà giết chết đi một thiên tài như hàn lập thế nhưng nếu không giết hàn lập thì làm sao cho những võ giả trên sân này một lời giải thích được và sau một hồi đắn đo do dự thì yến thập cửu cũng chỉ tước đoạt đi thân phận đệ tử hạt giống rồi đem hàn lập nhốt vào thiên lao mà thôi thấy mọi chuyện đã xong xuôi từng trần nở một nụ cười nhạt hướng yến thập cửu chắp tay nói nếu chuyện này đã kết thúc thì ta cũng không cần phải ở đây nữa xin cáo từ trước nhưng mà tần trần còn chưa kịp rời đi thì hàng lập đã gầm lên quát ngươi chính là hung thủ giết hại thủy sư đệ làm sao ta có thể để cho ngươi rời đi được nói xong trường kiếm trong tay hắn vung lên hướng tần trần chém tới u thiên tuyết thấy vậy thì thân hình lóe lên chớp mắt đã xuất hiện trước người tần trần theo đó một kiếm vung lên hướng hàng lập đang lao tới chém ra đem hàng lập đẩy lui trở lại bị một kiếm của u thiên tuyết đẩy lui làm cho hàng lập tóc tai bù xù kết hợp với đã kích mất đi thân phận đệ tử hạt giống làm cho hắn lúc này giống như tên điên vậy hắn nhìn chầm chầm U Thiên Tuyết giữ tợn nói, Tông chủ, còn có người này nữa, người này cũng là hung thủ, ngài mau bắt bọn chúng lại, còn có cả cô gái mặc áo trắng kia nữa, bọn họ mới chính là hung thủ. Nhìn thấy hàng lập chỉ thẳng mặt cơ như Nguyệt nói nàng là hung thủ, làm cho Hồng Anh giận tím mặt, trên thân đột nhiên toát ra chút sát ý, rồi lạnh lùng nhìn Yến thập cửu nói, Yến Tông chủ, các ngươi tại chỗ này làm sao giải quyết hung thủ chuyên hãm hại người khác này đi. Nếu không ta sẽ đem chuyện này bẩm báo với thống lĩnh đại nhân để tiến hành điều tra yêu kiếm tông xem đến cùng có hành động trái luật nào không. Nghe được lời đe dọa này, làm cho Yến thập cửu trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt tràn đầy lãnh mang quay sang nhìn hàng lập, sau đó thì thở dài một hơi, bàn tay chợt đưa ra hướng hàng lập vỗ xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng phốc vang lên, máu tươi đã bắn tung tóe khắp nơi, cả người hàng lập thì bị trấn cho nổ tung hóa thành huyết vụ bay đầy trời. Một chưởng đánh chết một thiên tài của tông môn, sắc mặt Yến thập cửu liền trở nên tái xanh, hắn quay người lại nhìn đám võ giả trên quảng trường, rồi vung tay lên nói, chư vị, yêu kiếm tông ra gặp đại biến hiện tại không thể bày yến tiệc chiêu đãi các vị được xin cáo từ lời nói vừa dứt yến thập cửu liền quay người lại dẫn theo đám trưởng lão cùng với đệ tử yêu kiếm tông rời đi luôn mà lúc này trò hay cũng đã hết đám võ giả trên quảng trường cũng không tiếp tục ở lại đây nữa rất nhanh liền phân tán đi không lâu sau đó đám người tần trần cũng đã quay về khách sạn của mình lúc này ngồi ở trong phòng tần trần chăm chú nhìn u thiên tuyết nghiêm túc hỏi thiên tuyết ngươi thật sự sẽ đi chấp pháp điện sao nội dung tập này đến đây là hết rồi nếu thấy hay các bạn nhớ cho mình xin một like cùng đăng ký kênh nha